Nga cho rằng các biện pháp hỗ trợ Ukraine của phương Tây khiến Kiev phải chịu khoản nợ nước ngoài bằng 98% GDP nước này. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenzia cáo buộc các biện pháp tài chính của phương Tây đã góp phần khiến Kiev rơi vào cuộc khủng hoảng nợ công. Chúng ta sẽ còn nghe nhiều về tình đoàn kết của cộng đồng phương Tây với Ukraine, sự sẵn sàng hỗ trợ miễn là Kiev còn cần. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng sự hỗ trợ này đang khiến Ukraine gặp khó khăn. Nợ nước ngoài của Ukraine đã tăng lên mức kỷ lục 132 tỷ đô la Mỹ, tương đương 89% GDP vào năm 2022. Người ta ước tính rằng vào cuối năm nay, con số này có thể sẽ vượt quá 100%, ông Nebenzia phát biểu, không nêu rõ nguồn trích dẫn các số liệu nói trên. Ông Nebenzia cho rằng, các khoản ngân sách khổng lồ do phương Tây phân bổ cho Ukraine đang khiến Ukraine mắc nợ và cảnh báo người dân thường Ukraine sẽ phải trả các khoản nợ đó. Ukraine chưa bình luận về phát biểu của nhà ngoại giao Nga. Sau gần 15 tháng chiến sự với Nga, Ukraine đã tích cực kêu gọi phương Tây gia tăng viện trợ từ kinh tế tới quân sự. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nói với Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Tiền tệ Quốc tế rằng phía Kiev sẽ cần 55 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 để bù đắp thâm hụt ngân sách ước tính, duy trì nền kinh tế bị tàn phá và xây dựng lại cơ sở hạ tầng quan trọng trong bối cảnh xung đột với Nga chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngoài ra, theo Reuters, Ukraine đã hoãn thanh toán cho đến năm 2024 đối với khoản nợ hơn 20 tỷ đô la Mỹ do các nhà đầu tư quốc tế nắm giữ. Trong thời gian qua, phương Tây nhiều lần nói về kịch bản có thể chuyển tài sản của Nga bị đóng băng để tái thiết Ukraine. Tổng thống Joe Biden năm ngoái kêu gọi Quốc hội tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển những tài sản bị tịch thu này cho Ukraine. Đến tháng 12 năm 2022, Quốc hội Mỹ thông qua dự luật cho phép Bộ Tư pháp chuyển một phần tài sản đó cho Ukraine thông qua Bộ Ngoại giao. Theo AFP, các lệnh trừng phạt đã đóng băng 350 tỷ đô la Mỹ tài sản nhà nước, dự trữ ngoại hối và tài sản của giới tài phiệt Nga ở nước ngoài. Theo Dân trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.